Hello anh em, chào anh em trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, thì cũng chúc anh em một ngày thứ hai đầu tuần thật vui vẻ ha. Rồi thì kênh của mình thì đang đạt được 50k sub rồi anh em ơi. Thì nay mai thì mình sẽ có làm một cái video là tặng kẹt Gosu để mà tri ân anh em ở trên kênh. Anh em nhớ chú ý theo dõi nha. Và cũng như là hy vọng anh em sẽ có sẽ ủng hộ mình ở cái thời gian sắp đến anh em ơi, được nửa nút bạc rồi. Thì cái mục tiêu tiếp theo đó là thêm 50k sub nữa để được cái nút bạc ha anh em. Trời ơi, lần đầu tiên là được 50k luôn anh em ơi, nên là cũng hơi là vui mừng, cũng khá là vui mừng, nên là anh em cố gắng là ủng hộ mình thời gian sắp tới nha anh em. Rồi thì hôm nay thứ hai đầu tuần thì chúng ta cũng sẽ có một cái cốt chung tuần để mà bổ sung thêm cái thùng bia để anh em quẩy tuần sau nha anh em, tướng mới tuần sau. Rồi đúng 600 thùng luôn mấy ông. Thì tuần này thì mình đang tính đó là không có xả tài nguyên anh em để tuần sau chơi đấy. Thì nếu mà tuần này xả thì có thể lấy cuộn L1 hoặc là cuộn L2 anh em. Nhưng mà cuộn L2 của mình thì cũng đã xong rồi, nên là 10 quánh lái này thì mình lấy thêm mấy cái cốc bi vàng thôi. Rồi ok, bây giờ sẽ vào điểm danh qua cái sự kiện tuần đi anh em ha. Là mình sẽ chơi cái gì và cũng như là ngưng chơi cái gì anh em. Nói chung là xu vòng quay để ngưng chơi ha anh em. Xu vòng quay ngưng chơi nè. Chiêu mộ đại ninh gia cũng không chơi nè. Nói chung là ngưng chơi hết tất cả. Đã xả đủ một vòng ở bên này rồi, thì một vòng bên này thì vô tình đã ra được thêm một con Sanji hắc ẩn nữa anh em, nên là tuần này không phải cần lấy L2 nữa anh em, khá là ổn áp. Đảo kho báu này thì thôi, làm mới khó, rất là khó trúng tướng mới luôn anh em, nên là đợt này chắc cũng không có chơi luôn ha. Nếu mà cái đảo kho báu này anh em mà làm trúng tướng ngon á thì may ra anh em xả anh em chơi ha. Cái này thì ưu tiên nước mắt rồi nè anh em, mình đã ưu tiên nước mắt rồi. Shop kim cương đợt này không có tiêu á, nên là mua cũng cần kiệm một tí ha anh em. Đây, lên lại 245.000 kim cương rồi anh em. Lễ hội trang bị không đổi luôn, khi nào mà gần có tiêu kim cương mới đổi ha anh em. Đây, kim tự tháp đây anh em, làm mới thì ra tàn mấy con không phải tướng mình cần không anh em. Cái lại bây giờ tướng thường, tướng hiếm cũng đã đủ chơi rồi anh em. Bây giờ phải đợi cái con tướng mới ra thôi, thì may ra tướng mới đợt này tỷ lệ rất là cao sẽ là tướng hệ thường nha anh em. Chứ hai tướng hệ hiếm liên tục rồi. Shop rơi ải đang có 2.800 anh em, ưu tiên đổi thêm giấy thách đấu cũng được ha anh em. Chà, 300 dép mà được vụn đá quý nhiều thế nhờ. Chắc là đổi cái này cũng ngon nè anh em, vụn đá quý được này cũng ngon nè. Để mình coi coi mình còn được bao nhiêu vé đánh đấu trường đây. Nếu mà anh em thiếu anh em thì chúng ta có thể đổi thêm ha anh em. Ui, 5.000 mấy vé luôn nè anh em, 5.100 vé. Trời ơi, vậy thôi chắc là mình sẽ đổi vụn đá quý ha anh em. Cái vụn đá quý này farm đó thì nó cũng hơi cực đó, mỗi ngày thì được có 300-400 mà. À chưa kể anh em ơi, thì mấy cái quỷ boss này á thì nó đang mở được cái chế độ địa ngục á anh em. Thì ở trong cái chế độ địa ngục này chúng ta có thể chọn mấy cái búp. Khi mà chúng ta chọn búp thì nó sẽ tăng sức mạnh và cũng như là giảm công, giảm thủ phe ta đó anh em. Đây, vào đây anh em có thể kiếm thêm bụng đá quý ha. Đây anh em, quá trời luôn nè. Này thì dành cho cấp địa ngục anh em ơi, đánh thì nó hơi bị khó luôn nha anh em. Hiện giờ thì ở mức trung bình thôi là mình đánh là đã muốn quéo rồi, huống gì là ở cấp địa ngục anh em. Con quỷ boss này nó có tỷ lệ giết luôn nè, giết luôn phe ta anh em, rất là khó chịu. Đây, cuối lượt có 2% kết liễu cái địch ngẫu nhiên nè anh em. Đó, 2% này tỷ lệ thật sự ra theo mình thấy là 20% luôn ấy. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng ăn cốt chung ha anh em. Ông nào chưa nhập cốt chung tuần này thì có thể nhập chung với mình luôn nha. Đây anh em, chắc chắn là sẽ có thêm 10 thùng rồi. Cốt chung lần này là TQ6R9GK72XE45 nha anh em. Đây là cốt tuần. Rồi ok, vô coi coi anh em, khui quà coi. Để đoán nha, này là 10 thùng với lại thêm 10 xúc sắc đúng không? Đâu ơi, không có xúc sắc. 10 thùng bia là ngon anh em, lúc nào cốt tuần cũng 10 thùng bia. Mỗi tháng ta kiếm được 40 thùng bia ở trong mấy cốt tuần ha anh em. Thêm dép Luffy đồ nữa nè. Xu vòng quay khá là ngon anh em, cái nào cũng cần hết trơn á. Coi, có dép Luffy anh em cỡ 3.000 cái đi, vô đổi quà đi. Ở trong này thì chúng ta sẽ có nước mắt nè, búa nè, với lại thêm thẻ hiền bí. Đợt này thì chắc là sẽ... Ôi, có mảnh của gỗ quý với lại mảnh kim loại hiếm nữa nè anh em. Mấy cái này dùng để nâng cấp chiến hạm á ha, nên là anh em có thể chắc mình đổi mấy cái kim loại hiếm rồi đi nè. 3.000 mấy là đổi được cỡ chừng vài trăm cái vậy ta, ít quá anh em ơi. Hay da,
Còn cái này thì đổi được 1000 mấy cái nè anh em. Rồi ok. Thiếu gì đổi cái đó nha anh em. Bây giờ mình anh em tích lên ở 5000 anh em đổi mấy cái này thêm cũng được không sao. Nhưng mà tuần này mình không có xả tài nguyên á nên là cũng không có đổi mấy cái này ha. Dư một ít thì anh em có thể đổi thêm mấy cái vé bên này cũng được nè anh em, để đi làm thông thạo cho tướng ha. Rồi ok. Thám hiểm thì cũng không chơi luôn nè anh em. Đó, nói chung là tuần này ngưng tất cả ha anh em. Hứng hứng thì chơi thêm một ít, còn không thì thôi anh em. Rồi thì hôm nay sẽ cho con pudding của mình lên E1 đi anh em ơi. Đây, hiện giờ đang đủ food nha anh em. Đang đủ hai con food, khá là ngon. Con pudding này cỡ 10 sao thôi, đánh rất là lực luôn anh em. Ngày hôm qua đến giờ mình cũng đã test cho anh em xem rồi đấy. Thì và cũng như là anh em có đã trải nghiệm rồi ha. Thì nó sẽ lấy công của cái con tướng cao nhất ở trong team của mình làm công của nó anh em. Đây đó, tấn công hai kẻ địch, tất cả kẻ địch hai lần nha anh em, nên là cái lượng đam nó rất là to. Đây anh em, nó sẽ dùng là tướng có công cao nhất phe ta trong mỗi mục tiêu là có 85% gây ký ức. Cái này là không, cái này là CC anh em, ký ức hỗn loạn nè. Đó, nó sẽ khiến đối thủ là không có là hồi sinh lên được anh em, rất khó chịu ha. Đúng là một con tướng hiếm có khác anh em. Và chắc cỡ lên E1 là mình nghĩ là mình chơi ok rồi. Chà, đang thiếu đá tím quá ta. Nếu mà đá tím thì vô trong này đổi cho nó nhanh anh em. Cửa hàng sô-cô-la nè, đổi hết luôn đi. Đổi 5 cái đi. Rồi, rồi. Đủ rồi đó anh em. Giờ lên cho em nó E1 thôi. Tốn ồi một con food 10 sao hả? Trong này còn rương không ta? Hết rương rồi anh em ơi, để mình ghép thêm một con nữa đã. Qua tuần sau có tướng mới nha anh em, nên là tuần này anh em có thể tiết kiệm tài nguyên. Tiết kiệm tài nguyên được ha. Còn không thì anh em xả một ít để anh em lấy quà nha anh em. Phải xả một ít để lấy quà nữa. Cái anh em cũng đã đủ một con 10 sao nữa rồi anh em. Dạo này là mấy cái tài nguyên của mình nó bị giảm sút khá là nhiều. Ok, thức tỉnh luôn nha anh em. Nhất là cái đá tím này nè anh em. Đá tím này bữa giờ ghép tướng nhiều quá anh em, nên là cái đá tím này nó giảm nhiều quá. Ok, lên E1 nha anh em. Lên E1 thì em nó sẽ tăng sức mạnh thêm một chút nữa ha anh em. Và cũng như là chúng ta có thể lên được thêm cái Haki anh em ơi. Haki này thì con pudding này chúng ta có thể lấy cho nó tóc hoặc là công anh em ha, không chừng phải chơi máu đâu. Rồi, lấy cho nó thêm 10% công nữa đi anh em ha, hay là lấy 30 tóc gì cũng được thôi, cho nó em công luôn đi anh em, cho nó chơi công luôn đi. Ý, tính ra con pudding này nó đâu có xài cần phải lên công đâu anh em nhờ. Lên tóc luôn cho rồi. Rồi ok, ổn áp rồi đó, cho trong trâu một tí cũng được. Anh em có thể chọn máu cũng được anh em ha. Bởi vì nó đe nó lấy công của cái con tướng mạnh nhất phe ta mà anh em. Đánh cũng ok. Rồi ok, bây giờ sẽ vào đánh thử thách test luôn con pudding luôn nha anh em. Thử coi đánh đấm như thế nào. Dạo này cái thử thách này nó khó lắm anh em ơi. Đi hoài mà tới cái bước cuối thì rất là nhiều cái gian truân. Ok, không có con nào gọi là hồi sinh hết ta. Big Mom coi. Ây da. Rồi ok. Team dưới này hai bà chị nữa hả? Ủa, sao toàn mấy con tạp nham không anh em? Cho một con bút điên vô chứ anh em nhờ. Đây anh em, E1 ha. Chắc mình sẽ bỏ bớt một đứa ra đi anh em, bởi vì bên kia có bà chị á. Ok. Đây anh em, test thử bút điên E1 thử đánh đấm có ổn hay không ha anh em. Chết rồi, tóc bên kia cao dữ vậy. Này thì tóc cao nè, khó chịu. Ui. Đúng rồi. Tán cái chết luôn không ta? Còn con Batman kìa nè. Ủa trắng cây máu hết luôn nè em. Má ơi, bên kia nó mạnh ghê nè em ơi. Hai lượt đầu, kẻ địch hàng trước. Ăn thêm cục máu rồi nè em. Không biết là có đứa nào chết hay không nữa. Dạo này ở bên này mà máu nó giảm xuống nhiều quá, nhiều khi ảo lắm anh em. Nó xét chúng ta là chết sớm không à. Ok, ở bên này thì đang có team dưới này thì team dưới này thì team cũng mạnh ha anh em, team ở trên này cũng mạnh. Lại có thêm bà chị nữa rồi bam. Nếu mà ở bên kia không có bà chị thì có thể bỏ thêm con Tanji hắc ẩn vô đánh được anh em. Còn có bà chị thì chúng ta bỏ một con ở hàng đầu thôi, dù có bị loạn á thì chúng ta không có bị ảnh hưởng ha. Một tán nè. Đấy. Ui, nổ nó phải hoài anh em. Má ơi, quỷ này nó đánh dữ vậy, 500 triệu luôn hả? Pudding nè anh em, đánh ké rất là ngon ha.
kẻ mấy cái đàm của chúng ta nè, rất là ngon, ăn thêm cục máu nữa nè. Sinh khí trên chiến trường tăng 10% công cho tất cả hả? Ồ, cái này ngon hơn nè anh em. Máu liên tục. Ăn thêm cục máu đó. Ui, cái team đằng trước nó hơi bị khủng nha mấy ông. Build led rồi là biết là team thế hệ mới rồi. Đây anh em, được cái là chỉ số nó thấp lắm anh em. Yamato rồi các thứ thấp kìa. Ok, sẽ bỏ ở bên kia không có bà chị anh em hơn, nên là cho Yamato lên hàng đầu luôn cũng được. Đấy, tóc trước là thấy là tỷ lệ win cao rồi đó anh em. Trời ơi, sao chỉ gần tóc cũng cao ghê luôn á. Mình nhớ nó có viên ngọc tới 20 mấy tóc lận anh em, rất là ngon. Con Pudding này có thể counter cứng luôn cả con Yamato luôn nha anh em. Gắn nó vào thì tỷ lệ đóng băng của team của chúng ta bị dính nó rất là thấp. Chết tôi rồi, bay. Bay sang dưới ẩn rồi. Hay da. Ui. Ôi, bay hết luôn rồi. Luano, Sanji, hắc ẩn, đồ các thứ bay màu luôn rồi. What the hell ạ. Khi đây, choáng kẻ địch toàn kẻ địch hai lượt. Đây anh em, cái này ngon nè. Má ơi, đánh cái con boss cuối của mấy cái tuần đầu thôi anh em mà nó đã như vậy rồi. Đây anh em, bay hết lù nè, Yamato nè, Sanji hắc ẩn nè anh em. Ây da da. Khá là khó. Coi hàng trên coi, hàng trên có rắc, hàng dưới có lù. Thôi đánh hàng trên nha anh em, đánh hàng trên nha. Tuy nó có tuy hàng trên nó có phản đam anh em, nhưng mà được cái nó cũng khá là dễ dễ qua. Để mình bỏ một vài con rồi là đẹp 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 trong này. Má ơi, chết nhiều quá, bây giờ hồi sinh nó hơi khó anh em nhờ. Nhưng mà được cái con Pudding này nó sống dai thôi rồi luôn anh em. Đúng rồi, choáng, tụi nó bị choáng nhiều anh em nên khá là dễ win ha. Đấm nhẹ phát nữa nè. Má ơi, bị quỷ rỗ đánh chết hết đứa nữa rồi anh em ơi. Pudding bay mau rồi. Oh my god, tiếng này là phải chơi team chấp vá rồi. Giảm thương tăng nè. Ây da, phải chọn team chấp vá rồi anh em ơi. Đánh kẹo rắc ở dưới nha anh em. Ui, chết sạch sẽ. Đánh kẹo rắc ở dưới nha. Rắc mà còn có thêm bà chị nữa nè, rất là khó chịu ha. Hàng đầu chúng ta hầu như là bị phản đam với lại bị phế luôn á. Ok, ngon. Còn một mình con Billet có thể cân được mấy cái ải bên này ha anh em. Mấy con kia thì đam nó mạnh nhưng mà mấy con mà mình bị chết đó anh em, đam nó mạnh nhưng mà thực sự ra thì nó khá là dễ bị hẹo anh em. Đam thì mạnh thiệt á nhưng mà khá dễ hẹo. Ấy à, trời ơi, gặp team meta nữa rồi. Bỏ thêm Yuta vô đi anh em. Bỏ thêm Yuta vô đi, dù sao Yuta này nó cũng đang rất là mạnh nha anh em, không có yếu đâu. Trời ơi, quỷ Violet đánh thường kìa anh em, má ơi, hút máu. Gặp thêm vài quả đánh ké vô ta, má quỷ rổ bên kia nó chọt một cái chết một đứa anh em. Tuy nó bị choáng nhưng mà nó vẫn bị dính chưởng ha. Mấy đứa, ví dụ như Sanji hắc ẩn anh em thì chúng ta vẫn sẽ bị dính bởi mấy cái phát phản kích của đánh ké rồi các thứ của chúng ta và cũng như là rổ nha anh em, nên khá là khó chịu. Má ơi, quỷ lù đốt cả. Ghê thật. Ôi má, chúng ta đánh cả tỷ đam luôn kìa anh em. Mình gỡ gơ ma của nó ra hết luôn rồi đó. Gây thêm sát thương, địch ít máu hơn. Rắc nè. Hồi sinh được đứa nào thì hồi nha anh em. Ừ, được thằng lù cũng được. Ôi ôi, khó chịu quá anh em ơi. Team hầu như là chỉ còn mỗi mình con Nami Wano với lại con Billet thôi, hết chết tu rồi. Biết vậy cho con Billet về hậu phương anh em ơi. Để nó hàng đầu, nãy giờ nó ăn đam nhiều quá.
May mà con rắc ở bên kia dính cái loạn anh em, không là con bullet của mình là bị phản đam rồi. Là pha này nó chết chắc luôn á anh em. Với lại bên kia nó cũng bị dính thêm vài quả choáng nữa anh em. Đây thêm trái quỷ ha. Hơn là choáng toàn team địch chứ không là mệt mỏi ha. Tăng máu cuối lượt có 15% máu. Các tướng chính xác tăng công và hút máu hả? Thôi khỏi đi, cái này đi anh em. Trời nhất kích tức xác luôn, đứa nào dưới 15% máu là sẽ hẹo luôn ha anh em. Ôi, được lên là được con xe xét ẩn nè anh em. Ừ, kèo này thì dễ nè. Cho Sanji vào đi anh em, cho Sanji cùi bắp lên. Rồi. Đó, choáng hết rồi anh em, nhưng mà mình sợ là sợ quỷ rổ rồi anh em. Nó phản kích đau lắm. Đúng rồi, giết được thằng rổ là ok rồi đó anh em. Con Sanji hát ẩn là sợ nhất là tụi Yuta với lại thằng rổ đó anh em. Tuy có né được đam đó anh em, nhưng mà bị dính cái đánh đơn mục tiêu á, đánh ké đó, là coi như là cũng gãy. Chà, team bên này ghê quá anh em ơi. Team nào cũng cớm hàng hết. Ây da. Bên này không có bà chị đúng không? Ok, bên được. Đang thiếu mấy cục máu anh em ơi. Team mình nãy giờ nó rớt máu nhiều quá rồi. Đúng rồi, thằng rổ nó bị loạn anh em, quá khỏe. Ủa, bên kia của Yamato à. Đúng rồi, đốt. Ôi, cái này là đam, cái này là đam của thằng Sanji ẩn nha anh em, được búp thêm cái hỏa diệm dưới chân nữa kìa. Này thì bất tử. Bullet này có tỷ lệ đánh xuyên cả bất tử luôn nha anh em. Nên là thằng lù này nhiều khi bullet đấm một cái là đi luôn ấy. Nhưng mà cũng hên xui lắm, tỷ lệ cũng thấp lắm anh em. Ôi chết rồi, bullet. Bullet hẹo rồi anh em. Đây, 2 tỷ 8 đam. 2 tỷ 8 đam anh em. Ây da, quá phê anh em ơi. Đúng là không uổng công nuôi bữa giờ. Trời ơi, mới tới đây mà tướng mình nó muốn lặt lìa hết trơn rồi. Ui, Sanji hắc ẩn E5. Thôi, đánh hàng bên này đi chắc cứu anh em ơi. Ây da. Tướng mình còn gì đâu đâu anh em. Lèo tèo luôn nè. Ok. Còn bao nhiêu chơi bấy nhiêu anh em, không sao. Còn còn thằng lù với lại anh ba mà. Còn thằng lù với anh ba là mình nghĩ chắc cũng ok đó, cũng ổn đấy. Một phát rút độc nè, chết sạch nè. Đấy, thấy chưa? Ui, phê. 1 tỷ 9 đam. Lù thì 1 tỷ đam anh em, ghê thực sự. Hai con này nó đốt thôi rồi luôn anh em, quá phê. Nhưng mà tiếc rằng cái con Nami Wano á thì cái con Budin á thì bị hẹo sớm anh em. Bị hẹo khá là sớm. Em nó thì thực sự ra thì cái đam to đó anh em, nhưng mà đi đánh cái thử thách này á thì trụ không có được lâu anh em, rất là dễ bị hẹo ha. Một đá nè. Ôi, cái này là đam của Sanji không nha anh em, lù chưa nổ được. Đây lù nó mới nổ được đây nè. Oh my god. 3 tỷ. Đi đúng rồi, 3 tỷ 6 đam anh em. Ôi ôi. Phê. Đó, đam anh ba phải vậy cho anh em, cái này là chưa lên Goma được các thứ nha. Cái này là chưa lên Goma được các thứ là chưa mát đó nha anh em, mà đánh đấm cỡ đó rồi đó. Khá ổn áp ha. Chưa lên Goma với lại mấy cái album rồi còn yếu anh em, album với lại là mấy cái lục thức còn yếu á. Thì thời gian tới thì mình sẽ chú trọng tới thêm ra mấy cái album với lại mấy cái lục thức anh em. Với lại anh em cũng thông cảm, bởi vì nhiều ông biết là cái album với lại cái lục thức mình nó bị thọt, hơi thọt một tí. Nhưng mà bị cái thì tướng thì nó ra liên tục anh em, nên là phải lấy cuộn L1, L2 á. Nên là nó hơi tốn tài nguyên tí. Đi theo cái team meta mà anh em.
Team mình đang đi theo cái team meta mà, nên là phải tốn tài nguyên lấy L1, L2 rồi. Mà bây giờ chuyển qua bên lục thức với lại âm bơm thì nói chung là cũng tạm được anh em, chứ không phải là thọt đâu. Còn mấy cái thuyền, mấy cái nội thất á, thì nó cái đó thì nó mới thọt đó anh em. Nội thất bữa giờ mình không có chơi nhiều. Thời gian tới thì ráng cố gắng lấy thêm búa anh em ha. Lấy thêm búa, cày thêm thông thạo rồi các thứ. Sẽ có thêm âm bơm anh em. Ok, trời ơi anh em coi cái dàn tướng mà nó hẹo nè. Hẹo quá trời hẹo. Đấy, pha này thì dễ rồi anh em. Pha này chắc đánh ok rồi đấy. Coi cho chó đỏ vô luôn đi. Thiếu còn Kizaru. Chết rồi, bỏ chó đỏ vô chi để bị loạn biết nữa. Không sao nè, cho tụi nó tăng cơ cũng được. Ủa, anh ba hẹo rồi. What the hell ạ, su. Bị quỷ rỗ chặt kìa anh em, nó chặt nhanh lắm. Nhưng mà được cái anh ba khi trước khi chết thì để lại đốt cho tụi nó nha anh em. Để lại một pha đốt cho tụi nó, một phát một hẹo luôn. Ok, win nha anh em, quá khỏe. Rồi, thì mình cũng đã có test leo đậu rồi anh em. Thì đang ở 1064. Hiện giờ thì cái đậu này của mình đó anh em thì đang bị vướng mắc ở cái chỗ đó là tóc của con quỷ boss này cao quá anh em ơi, đánh không lại. Hầu như đánh không xuyên qua được, vô được cái giáp của nó luôn á. Đây cho anh em xem nè, đang bị vướng nè. Không biết là anh em đang bị kẹt ở cái đậu nào ha. Mình thì đang kẹt ở cái đậu 106 mấy nè anh em, rất là khó. Đó anh em thấy không, hầu như là team mình nó toàn bị shut down ngay pha đầu. Tóc tụi nó cao lắm nha anh em. Dù mình có build tóc cho con Yamato nói chung lên cũng ok lắm á, mà anh em thấy tóc tụi nó cao ghê chưa kìa. 1064 anh em. Đó, toàn là chơi sâu tụi nó không à. Chiến này chắc phải bỏ Yamato vô để để mình coi coi. Đây, để mà câm lặng tụi nó nè, bỏ Yamato, bỏ thêm con Yuta vô để mà câm lặng tụi nó thêm. Nhưng mà cũng không câm lặng được nhiều nữa anh em coi kìa. Đúng rồi, nổ được kìa, ngon. Ui xấu. Cố lên. Cố lên. Thôi, thua rồi anh em ơi, đánh không vô đam luôn. Anh em thấy không, cái này là phải đợi một đợt đốt nè, một đợt đốt mới ra. Yamato vẫn còn sống nhưng mà vẫn hẹo thôi. Ây da, trâu lắm anh em. Này là bị kẹt cả tháng này luôn rồi đó. Qua đầu đôi thử coi. Đôi bên này thì nói chung là cũng ok. Để dời team xuống rồi nè. Cho Violet lên đi. Ok, đánh thử nha anh em. Đôi bên này cũng đang bị kẹt nữa. Chà, tóc thấp quá ta. Đúng rồi. Rồi bây giờ đợi tụi nó hẹo thôi anh em. Team bên này thì chủ yếu là lấy Yamato để mà đóng băng tụi nó lại. Thằng lù thì đốt anh em. Ôi chết tôi rồi, thằng lù đâu rồi. Em thấy cái ấn ở dưới chân không anh em? Đó là cái ấn nó nổ ngon quá rồi nè. Rồi còn trận sau anh em, quan trọng là trận sau ấy. Ủa đi có hồi sinh. Ui má ơi, mất hồi sinh luôn rồi. Đúng rồi, có anh ba luôn mà, anh ba đi đời đía là luôn rồi anh em. Anh ba đi đời nhà mai đời đía là luôn rồi, rất là khó chịu đó. Quan trọng nhất là cái trận sau mình đánh không lại tụi nó ha anh em. Cái này có thể bấm bỏ qua được, nhiều khi lại win anh em ơi, cầu may. Ý win rồi nè. thấy chưa. Đó, bị kẹt cái ải đôi đó là cũng bữa giờ, nhưng mà bây giờ là chắc cũng đã qua được anh em, qua được rồi đấy. Giờ tới mấy cái ải bên này thì có thể lia được khỏe ha, nhưng mà vẫn hên xui lắm. Đánh vô trong người của bố già râu trắng anh em, có một cái lượng đam nổ rất là đau. Cái kèo đầu này thì dễ win anh em, lo là lo cái đám ở đằng sau của mình thôi. Ok, đam thằng lù rất là to nha anh em. 3.7 đam, ui mẹ ơi. 3.7 đam. Yamato được hưởng ké được 2.000.000 đam nữa anh em. Má ơi,
nhiều khi mình bỏ con pudding vô đây, con boss nó đam to quá anh em, team của mình nó bị dính trưởng luôn. Hồi nãy là do con pudding á, mà thằng sàn á anh em thằng sàn hắc ẩn á nó bị dính đam ké đó anh em, nên là bay màu khá là sớm. Team chúng ta hứng chịu cái lượng đam to quá là cũng hẹo hết rồi, chắc là phải bỏ pudding ra ngoài rồi. Ui ôi đây đánh lại nha anh em, nhưng mà phải chỉnh lại cái team đã, bỏ pudding ra ngoài ha, chứ ở bên kia đam to quá anh em ơi. Pudding bỏ vô nhiều khi nó giống như là chen nó là nó bóp team vậy đó, bên kia đam rất là to. Kèo đầu này thì không lo lắm anh em, lo là lo kèo 2 thôi. Pudding thì anh em đi BK được, chứ mà leo đậu anh em đam boss ở trong bên này nó rất là to nè. Anh em bỏ pudding vô thì nhiều khi team mình nó bị dính đam á thì nó sẽ xe đam hết tất cả team á anh em. Biết rằng là nó sẽ giảm á, nhưng mà thôi, đừng có để cho dính toàn team anh em, dính luôn cả con Sanji ẩn luôn anh em, đã không được chơi game. Đây mình đã thay pudding ra ngoài rồi nè. Thử coi là đánh có ổn hay không nha. Rồi anh ba. Anh ba có hồi sinh, Billet cũng có hồi sinh luôn. Ôi lính chì hẹo rồi. Vẫn còn đang né đam nha anh em, Billet đang tăng cơ rất là trâu bò. Ui má ơi. Ôi tụi nó mạnh quá anh em ơi. Tụi nó mạnh quá. Lúc đọc không suy nhê luôn anh em. Yeah. Cái kèo này thì nhiều khi mình có thể đổi Sanji lên thay thằng Lù được anh em nhờ, cho thằng Lù tăng cơ nó tốt hơn ấy. Sanji không biết đi cặp với đại Yamato như thế nào, ta sẽ cùng chờ xem nha anh em. Mình nghĩ là chắc cũng được ấy. Đốt không có mạnh bằng thằng Lù anh em, hai thằng đi với nhau thì mạnh. Đây nổ thứ hai đây rồi. Ôi xin nhê tụi nó luôn em ơi. Thua ta. Thằng Lù là rất là mạnh ha anh em, nhưng mà đây anh em, giờ thay thế vị trí này thì team này thì chắc là được á nè. Mình nghĩ chắc được. Chết. Cái con Nami nó không hồi sinh cho ai luôn kìa anh em. Sao thế nhở? Búp nổ hỏa full team rồi nha. Trải qua xong đợt đam này thì chắc win đó anh em. Thằng Lù nó được cái nó block đam rất là tốt. Trời đã vậy nó còn trả đam nữa kìa. Bên kia đuôi thấy chưa anh em, thấy chưa. Ây da má ơi, quỷ Lù này mạnh thôi rồi. Nhưng mà trận đầu thua anh em ơi. Thôi để nghiên cứu lại đánh sau. Rồi ok anh em, thì đó là video ngày hôm nay ha. Anh em thấy hay cho một like, share kênh nha anh em. Cảm ơn rất nhiều nha anh em, nhớ đợi cái clip và là tặng kẹt của Su nhé.